Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mạch điện rất là hay, đó là mạch điều khiển tắt mở đèn bằng đèn laser từ xa luôn. Cái ánh sáng đèn laser thì chiếu rất là xa các bạn. Ví dụ đây á, đấy, mình chia chiếu qua này đi, rất là xa luôn này. Mà do mình đây không có điều khiển, các bạn thấy chiếu lên trời không? Rất là xa luôn. Giờ mình đây không có điều khiển cho nên mình làm gần thôi. Hiện tại ở đây mình đặt sẵn cái mạch điện này. Giờ mình chiếu lên đèn này sẽ sáng nha. Bắt đầu đấy, mình tắt đi, đấy đèn sẽ sáng, đưa lên đèn sẽ sáng, thấy không? Đấy. Và cái đèn laser này là đèn laser 303 thì nó có thể chiếu xa khoảng 5 cây số. Thì nếu mình để mạch điện này á cách 5 cây số thì vẫn tắt mở đèn được bằng ánh sáng laser. Mình sẽ cho các bạn xem cái mạch điện nó như thế này nhá. Đấy, mình chiếu đúng cái cảm biến này, đèn nó sẽ sáng này. Còn không chiếu đúng cảm biến thì đèn nó không sáng đâu. Là cái đèn bên này, là bình ắc quy 12V. Và mình chiếu nha. Đấy, thì đèn sẽ sáng này. Rồi. Này mình có thể áp dụng vào đốt lửa trại nha. Mình thay cái bóng đèn LED này, này thành một cái sợi đốt, hoặc rồi nó sẽ đốt cái dầu này kia đó. Thì video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Hôm nay mình chưa có điều kiện, hôm nay mới làm xong thì vui quá thì lên chia sẻ các bạn thôi. Đấy, chiếu lên cảm biến này. Rồi, bạn nào thích cái mạch điện này á thì kết bạn Zalo với mình nha, là mình sẽ chia sẻ gửi cái file mạch in luôn. Các bạn in cho nó đẹp và chỉ cái việc lắp ráp linh kiện thôi, không phải về lại. Để mình sẽ xuống mình chiếu ánh sáng trực tiếp cho các bạn xem nhé. Đấy. Đây các bạn, đây mạch điện đó này. Có chừng này thôi. Em chiếu thử cho các bạn xem. Đó. Trong điều kiện ánh sáng bình thường này, mà do cái mình có sử dụng cái biến trở này cho nên điều chỉnh theo ý mình muốn được. Đó. Nhưng cần không cần trúng cảm biến đâu. Cách xa cảm biến một xíu cũng được. Đấy. Giờ cảm biến nằm đây nè. Đấy. Rồi các bạn xem luôn nhá, cái mạch của mình nó chỉ có một con biến trở 100 kg này, một con 78 này, một con rơ le này, cái cảm biến này, rồi con C1815 và mấy con điện trở diode này kia thôi. Mình đã thiết kế lên mạch in rồi. Và các bạn nào mà cần á, thì kết bạn Zalo với mình nhé. Số điện thoại là 034 797 3381. Kết bạn rồi nhắn tin mình sẽ gửi cái file cho. Do mình không có biết gửi file lên YouTube nha, nên các bạn thông cảm. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.